trong vòng 10 năm thì chúng ta phải sàng lọc một cách đều đặn. Vậy sàng lọc nó gồm có hai phần được coi là quan trọng. Đầu tiên là chúng ta kiểm tra về HPV. Cái vấn đề thứ hai đó là chúng ta nhiễm rồi, chẳng may chúng ta nhiễm rồi thì chúng ta cũng phải sàng lọc để xem là cái việc nhiễm này nó gây biến đổi tế bào hay không. Vậy thì quy trình chúng ta sàng lọc là như thế nào? Do HPV lây truyền qua đường tình dục, vì vậy sàng lọc chỉ diễn ra ở những phụ nữ đã có quan hệ tình dục. Cái thứ hai đó là độ tuổi mà được coi là nhiễm có nguy cơ cao nhất ung thư cổ tử cung là từ 30 đến 50. Vậy thì chúng ta sẽ ưu tiên những đối tượng như vậy. Và chúng ta tuổi bắt đầu là như nào? Nếu như tuổi bắt đầu làm tế bào, có nghĩa là kiểm tra xem có biến đổi tế bào gì hay không, là 21 tuổi sau khi quan hệ tình dục. Và xét nghiệm HPV sẽ khuyến cáo là từ tuổi 25. Chúng ta cứ 3 năm làm một lần xét nghiệm virus HPV và là cái xét nghiệm tế bào cổ tử cung thì nó sẽ đảm bảo cho chúng ta là sẽ thoát được cái bệnh lý ung thư cổ tử cung, được coi là một trong những bệnh lý hàng đầu ở phụ nữ.